Xin chào các bạn, lại là bầm đấy. Sau hơn 2 tuần chờ đợi, cuối cùng đã phút buồn đã cho đăng tải Ski Toilet 70 phần 1. Ngoài sự hấp dẫn trong những pha chiến đấu đầy kịch tính, tập phim còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Nhiều đến nỗi, đây sẽ là tập phân tích dài nhất mà bầm từng làm. Bầm không thể tóm tắt hết các bí ẩn ở đầu video được, chỉ có thể nêu ra một vài phân cảnh cho các bạn biết thôi nhé. Vũng máu đỏ còn rất mới này là của ai? Tại sao nó lại ở đây? Bạn có nhận ra nhân vật bí ẩn xuất hiện ở đâu trong video không? Titan TV Man đã nói rất nhiều trong tập 70 phần 1. Anh ta nói những gì? Astro Toilet xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Sức mạnh của hắn là gì? Ở cuối video, một bóng ma đã xuất hiện. Bạn có nhìn thấy nó không? Như Bùm đã nói ở trên, có rất nhiều bí ẩn khác. Vì vậy, các bạn hãy xem đến hết video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào nhé. Còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai tình, uống bình snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mở đầu video là phân cảnh một anh cameraman chọi lựu đạn vào bên trong cánh cửa cuốn. Phía bên phải thì anh chàng này cầm súng vùng lửa tiêu diệt hai con Skibidi Toilet. Uy lực của khẩu súng phải nói là rất mạnh mẽ. Đầu hai con Skibidi vẫn tiếp tục cháy ngọn lửa xanh ệ như năng lượng của Titan cameraman. Điều này chứng minh các kỹ sư của tập camera đã chú ý hơn vào việc nâng cấp vũ khí cho mấy anh lính lỏ. Ngoài ra, bạn còn thấy vệt máu màu đỏ rất mới ở dưới này. Nó là một vũng máu lớn phía ngoài và kéo một vệt dài vào bên trong. Bơm nghĩ đây là máu của một nhân vật trong quân đoàn liên minh. Skibidi Toilet đã tấn công bất ngờ vào anh cameraman xấu số và kéo vào bên trong. Đó cũng là lý do cameraman ở đầu phim ném lựu đạn để tiêu diệt chúng. Ở cảnh quay tiếp theo, bạn thấy anh chàng cameraman này đang dùng hai khẩu shotgun liên tục nã đạn về trước. Sốt gân thì không mới Vì chúng ta từng nhìn thấy nó trong tập 69 bản full Nhưng mà khứa này thì chắc chắn mới nè cứ mặc áo vàng Và thay vì chỉ cầm được một khẩu súng như camera men lỏ Anh ta cầm đến tận hai khẩu Giả thuyết của bộm là Đây là nhân vật chính mới trong tập camera Dù anh vừa bị dính một viên đạn cối ngay sau đó Nhưng mà vẫn còn sống có thể đến tập 70 phần 2 chúng ta sẽ thấy anh Quay trở lại và Yellow Cameraman sẽ đóng vai trò quan trọng vì anh là nhân vật chính mà đâu thể xuất hiện vài giây rồi đăng xuất như vậy được. Trở lại tập phim Cameraman POV lần này là một lát Cameraman với khẩu súng laser cực mạnh trên tay. Bạn muốn nhìn rõ anh ta ư ừ? Đây nè, trong ảnh lết chưa đâu anh liên tục tấn công và hạ được nhiều con Skippy toilet. À, từ từ đã nhìn chỗ này xem bồn cầu giác vàng để ỉa cho ấm đít à. Chạm xí đúng, bọn Skippy Toilet lại được nâng cấp sức phòng thủ rồi các bạn. Giờ chúng còn được làm từ chất liệu vàng, mà không phải là giác vàng đâu. Đây là vàng nguyên khối phía trong, được sơn đen phía ngoài. Lỡ nhìn chỗ này rồi, thì nhìn xích lên một xíu nhé nhân vật bí ẩn đây rồi các bạn. Tấm kính trắng ở phía trước đã che đi khuôn mặt của anh, nhưng hình bóng thì rõ ràng là con người. Mà con người thì còn ai vào đây ngoài nhân vật bí ẩn chứ? Chưa hết đâu. Phía bên kia còn là xác một anh lính với trang phục rằn ri đúng chất quân đội. Khi phóng to ra, ta thấy đầu anh rất giống một Speakerman, bầm đoán rằng anh chàng này là phi công lái chiếc speaker airplane chính anh đã chở người của quân đoàn liên minh đến đây nhưng mà không may chiếc máy bay đã bị bắn hạ và anh cũng tử vong ngay sau đó trở lại tập phim camera men POV dũng cảm bay về trước tiếp tục tấn công. Anh liên tiếp giết kẻ thù như một chiến binh thật tủ. Và cảnh quay tiếp theo đã cho thấy dự đoán về việc phòng nghiên cứu bí mật Skippy Toilet có nhiều lỗi ra vào đã đúng. Một cánh cổng nữa đã xuất hiện trên mỏm núi cao. Theo như quan sát của Bùm, thì nơi này cũng tương đối gần so với vị trí của cánh cổng thứ nhất. Bạn có nhớ mấy cái anten và chảo radar trên núi trong tập 67 phần 1 không? Đó là khi chúng ta nhìn xa, còn nhìn gần là chỗ này nè trận chiến lại tiếp tục với màn tả sung hủ đột của cameraman POV. David Boone đã gửi thông điệp rất rõ ràng cho người xem. Đây không phải là anh chàng làm nhiệm vụ quay phim. Đây là một nhân vật chính, có kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Quay phim chỉ là nhiệm vụ phụ mà thôi. POV tiếp tục chứng minh sự can đảm của mình khi bay thẳng về trước, đối diện với đối thủ to lớn hơn mình hàng trăm lần mà không hề sợ hãi. Anh dùng tất cả năng lượng còn lại của khẩu súng để xả đạn Nhưng mà tấm khiên của con dài toilet này quá cứng cáp Laser của POV không thể làm gì hắn Dài cười đắc ý Dương tất cả súng lên nhắm thẳng vào POV Rất may mắn Tái tình cameraman đã kịp thời đến nơi để giải cứu anh sẵn sàng đưa lỗi năng lượng của mình ra cho dài toilet bắn vào và sau đó là dùng laser trên hai khẩu súng được nâng cấp ở tập 69 phần 2 để hạ sát đối thủ. Từ cảnh này ta đặt ra một giả thuyết mới, phải chăng Titan TV Man không chỉ truyền năng lượng vào người Titan Cameraman mà còn truyền luôn khả năng hấp tinh đại pháp tay cameraman đã cố tình để Skippy Toilet bắn laser vào lỗi của mình để hấp thụ năng lượng. Càng tấn công bao nhiêu, anh lại càng mạnh mẽ lên bấy nhiêu. Một bằng chứng nữa cho thấy giả tuyết trên là đúng. Chính là khi tay tình cameraman quậy lưng lại. Một lần nữa, anh cố tình để con Skippy Toilet bên trong bắn đúng vào lỗi năng lượng của mình. Rồi cảnh con Skippy Toilet 4 laser này nữa, dường như là tay tình cameraman chỉ đứng yên cho hắn bắn vào mà không hề đáp trả. <laughs> Bạn cái gì nữa Giả thuyết trên đúng rồi Phân tích tiếp thôi Ê anh bạn Tôi cũng là nhân vật chính mà Cuộc vui này cho tôi góp vào với Titan TV Man xuất hiện dùng kỹ năng dịch chuyển cánh tay Chém một nhát vào con laser toilet Và tiễn hắn lên bàn thờ ngay sau đó Ê hai anh bạn Tôi cũng là nhân vật chính mà Tô mì thanh long này cho tôi ăn với Mày đọc sai kịch bản kìa bầm Vẫn là anh Nhân vật đam mê lướt sóng tài tình Speakerman của chúng ta Xuất hiện y như cách anh thường làm Titan TV Man đã nói điều gì đó và sau đó truyền năng lượng cho Titan Speaker Man. Nếu cho quay ngược âm thanh lại, bạn sẽ nghe là You are react. Nghĩa là bạn đã chống lại hay bạn đã làm ngược lại. Trước khi giải thích ý nghĩa của câu nói trên, chúng ta cùng trở lại tập 69 phần 2 nhé. Titan TV Man đã từ chối truyền năng lượng cho Titan Speaker Man và nói là Not now, không phải bây giờ. Titan TV Man muốn Titan Speaker Man hãy về căn cứ sửa chữa. Titan Speaker Man không nên tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, Đến 70 phần 1, Titan Speaker Man không nghe lời khuyên của Titan TV Man mà lại tiếp tục đuổi theo hai Titan đến tận đây. Đó cũng là lý do Titan TV Man nói Are, are. Bạn đã chống lại, làm ngược lại yêu cầu của tôi Nhưng biết làm sao được Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi Chỗ này quá nguy hiểm Titan TV Man buộc phải truyền năng lượng cho Titan Speaker Man Để anh tự bảo vệ mình Cũng như là chống lại bọn Skippy Toilet Nhận được nguồn năng lượng cực lớn của Titan TV Man Titan Speaker Man trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết Luôn điện màu đỏ thậm chí còn chào ngược ra ngoài đây rồi, bọn Skippy Toilet xuất hiện quá đúng lúc để tài tình Spiderman thể hiện sức mạnh. Anh bắn loạt đạn liền thành tiễn tất cả Skippy Toilet về với ông bà. Lúc nãy, Titan Cameraman cũng đã tìm được vũ khí mới cho cánh tay quá cục của mình. Anh lấy luôn súng axit của con helicopter toilet và dùng chính vũ khí của hắn để hạ sát hắn. Titan speakerman không thể dừng lại, nguồn năng lượng cực mạnh trong cơ thể đã không ngừng thôi thúc anh tấn công. Lõi năng lượng của anh bây giờ đã tạo ra một cỗ laser to hơn rất nhiều so với lúc đối đầu với robot tiến sĩ Skibidi. Nhưng mà đây mới là cảnh tượng hùng vĩ nhất phim Và vừa bắn laser từ lỗi vừa xoay tròn của Titan Speakerman Thật sự là quá hoành tráng Nó mạnh không thể tưởng tượng nổi Sau khi dùng đúng vài giây để hạ gục hàng chục đối thủ một lúc Titan Speakerman nhẹ nhàng bay xuống Ngồi trên vách núi như một vị vua Đang nhìn đám nhảy nhép đối thủ đăng xuất Titan TV Man chỉ tay về Titan Speakerman và khen ngợi rằng Ten out of ten. <laughs> Nghĩa là 10 trên 10 10 đếm 10 đếm Từ đây ta cũng thấy một khía cạnh khác trong tính cách của Titan Spiderman Bần đoán anh là người trẻ nhất trong ba Titan Anh tỏ ra bốc đồng và hành động khá phóng khoáng Việc cãi lời Titan TV Man trước đó vì lo lắng cho đồng đội là hoàn toàn chính đáng Nhưng mà hành động sử dụng toàn bộ năng lượng được Titan TV Man truyền cho Thì chưa được chính chắn lắm Nói gì thì nói Titan TV Man đâu phải là người bất tử anh truyền năng lượng cho người khác thì cũng tự làm suy yếu bản thân để rồi khứa tay tần bắn đạn không cần suy nghĩ đặc biệt là pha xoay người trên không này thực tế thì một hai vòng xoay đầu tiên là bọn Skibi Toilet đã chết hết rồi nhưng mà không tay tần xoay thêm hai chục vòng sau đó để làm gì ạ à? bắn vào không khí tất cả năng lượng vừa truyền được cho gần như đã cạn sạch đẹp thì đẹp đó nhưng hơi vô trí nhanh trái tay tình tv man khen ngợi anh như một đàn anh trưởng thành khen ngợi đứa em út nhưng mà thật ra tay tình speaker man nên bình tĩnh hơn nên hành động có suy nghĩ hơn giống như tay tình camera vậy sao cũng được ta tiếp tục nhé DJ Toilet xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Hắn mở nhạc lắc lư theo điệu nhạc và cười đắc ý. Trên người đi chơi toilet ngoài chân nhện, súng laser, còn có những phần loa thuộc về công nghệ vũ khí của quân đoàn liên minh. Vẫn tưởng hắn sẽ thể hiện sức mạnh gì đó, nhưng mà không. Acho toilet xuất hiện và tiễn hắn đi ngay sau đó. Tên Acho lần này có vẻ khác lạ. Như bạn biết ở tập 60, hắn đã bị cụt mất một cánh tay và trông cũng khá là bình thường. Nhưng giờ đây, Acho toilet đã có nhiều nâng cấp mới. Thứ nhất, mũ bảo hiểm và phần cầm đã có thêm ánh sáng xanh. Thứ hai, có đủ ba cánh tay, nó phát ra luồng điện màu vàng, có thể dễ dàng khống chế năng lượng của Titan Cameraman, thậm chí là quăng ngược trở lại. Nếu bạn nghĩ như vậy là ghê gớm rồi, thì hãy nhìn vào nâng cấp thứ ba của Astro. Tốc độ và phản ứng của hắn nhanh khủng khiếp có thể né đạn dễ dàng, chụp luôn cả kiếm của Titan TV Man mà không cần nhìn, hắn như là có con mắt phía sau vậy. Và cuối cùng là tốc độ siêu thanh, Titan TV Man đã thật sự nổi giận vì tên này phản đòn. Đây là lần đầu tiên Godly của chúng ta bị thương sau ngần ấy tập phim. À, mà hình như bầm bỏ quên điều gì đó ở khúc vừa rồi đúng không? Yeah, đoạn vừa rồi có hai câu hội thoại nha các bạn. Thứ nhất, Titan TV Man đã nói là "Who the f do you think you are?" <laughs> Nghĩa là mày nghĩ mày là ai vậy? Thứ hai, lần đầu tiên ta được chứng kiến Skippy Toilet nói chuyện, Astro Toilet đã nói, chủ Owen will die. <laughs> Nghĩa là tất cả bọn mày sẽ chết. Sự xuất hiện trở lại của Astro đã đưa ra nhiều câu hỏi lớn. Hắn được ai nâng cấp? Tại sao lại xuất hiện ở đấy? Tại sao hắn giết DJ Toilet? Tại sao đã cầm được kiếm của Titan TV Man rồi, nhưng lại quăng trả lại và đột ngột biến mất? Bí mật đằng sau tên này là gì? rồi tên actual thứ hai tức là ufo toilet đâu rồi để mà nói về chuyện này thì rất là dài bầm sẽ làm một video riêng về nó vì vậy bạn hãy like và đăng ký kênh bầm để không bỏ qua điều tuyệt vời trong video sắp tới nhé tiếp tục thôi nào ba quy mệnh của quân đoàn liên minh đã bay đến nơi và nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy hai trong số ba cô nàng đã được nâng cấp thứ nhất chính là speaker quy cô đã được trang bị thêm hai thanh kiếm phía sau để hỗ trợ cho quá trình cận chiến đồng thời bốn cây dao đã được ghim sẵn trên tay giúp speaker của mình có thể nhanh chóng sử dụng Tuyệt kỹ phóng dao bằng sóng ấm mà không cần móc từ đích ra cái gì vậy mày móc từ túi quần ra Bên cạnh đó là camera quy mạnh cũng đã được có thêm hai khẩu súng ở trên tay. Bơm đoán rằng thứ vũ khí này giúp cô bắn đạn nhanh hơn. Chỉ cần dơ súng lên là nã liên tục, không cần đứng một chỗ ngắm bắn giống như trước nữa. Từ hai nâng cấp này cho thấy, quân đoàn liên minh đã chú trọng nhiều hơn vào các tình huống khẩn cấp. Họ nhận ra nguy hiểm luôn rình rập ở mọi nơi. Các nhân vật chính cần được trang bị tốt nhất để phản ứng nhanh hơn, tự bảo vệ mình cũng như là giải cứu đồng đội cameraman vị chỉ tay về bên trái để thông báo rằng chúng ta cần phải tiến vào phòng thí nghiệm ngay lập tức để giải cứu cho mọi người. Anh nhanh chóng là người ti tiên phong, bay thẳng vào trong mà không cần suy nghĩ. Chuyển cảnh đến góc máy của Blanchard Cameraman, mọi người ở đây cũng đã được chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Họ nhìn nhau một lúc, thì thang máy đột nhiên rung lắc. Nó dừng lại ở một tầng nào đó, và đèn thì cũng đã tắt Đa phút buôn cho cảnh con mắt của Dark Speakerman sáng giữa màn đêm rất lâu Như muốn báo hiệu cho điều tồi tệ sắp diễn ra Cảnh này cho chúng ta cảm giác như một bộ phim kinh dị Và không biết cố tình hay chỉ là cảnh giận lỗi Khi các cameraman mở đèn flash lên và quan sát xung quanh Ta đột nhiên nhìn thấy bóng ma mờ ảo của một anh cameraman Đứng sát bên Dark Speakerman Và rồi cảnh phim kết thúc bằng những âm thanh vang dội đang đục thẳng phía trên đầu thang máy. Ok, trên đây là phân tích bí ẩn Skippy Toilet tập 70 phần 1. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình là Bum, nhớ like và đăng ký kênh nhé. Bye bye!